cầm đùi không được thò mặt đấy nhá. Mà ở che mặt đi nhá. Phóng viên vào đài truyền hình. Xin đẹp nhá, phóng viên đài truyền hình đội về nhá. Đây phóng viên này quay nó không chuyên nghiệp nhưng chuyên quay chỗ hiểm. Phóng viên này quay không chuyên nghiệp nhưng hay quay chỗ hiểm lắm nhá. Được. Phải... chiều nay các anh lên đường để lại cho chúng tôi một nỗi nhớ mênh mông giữa khu rừng đầy khói súng. Ơi người thương binh trẻ tuổi dũng cảm kia ơi, anh có thấy bàn tay tôi dịu dàng đặt nhẹ trên trên đôi tay xanh gầy của anh đó không? Tôi chúc anh mong bình phục để trở về với đội ngũ chiến đấu. Chắc rằng ở nơi xa thằng Dũng nãy tôi vẻ nhất luôn gì nữa. Ờ, hoặc quảng đô, quảng đô đen đấy. Quảng đô đen nhá, đô đen nhá, đô đen nhá. Ừ, đô đen, ừ, ok. Ba mẹ và các em yêu thương, cuộc sống nơi chiến trường vô cùng khốc liệt. Chết chắc, hy sinh còn dễ dàng hơn ăn một bữa cơm. Vậy mà, người ta vẫn bền gan chiến đấu. Con cũng là một trong muôn nghìn người đó. Con tự hào vì đã dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Mẹ yêu ơi, ngày mai trong tiếng ca khải hoàn sẽ không có con đâu. Nếu như con của mẹ có phải ngã xuống vì ngày mai thắng lợi thì mẹ